Nó lên trong cái vườn không nhìn. Vẫn vướng cái bưởi sụp đi à. nó hót đúng không, nó dọc mái đây hay nhỉ. Vẫn cái bưởi đấy. Con sụp kinh đấy. Đấy, được đấy, được bây giờ mới về nè. Chết luôn. Xong. Xong em được rồi nhá, ăn hàng ra cầm luôn cái lồng mào ra chừng nhá.